Lục Phủ rất đáng khen. Người là cắt xấu, sao lại đánh nhau với một người tốt chứ? Các người không thể nào giết ông ấy. Tránh ra. Các người không được làm khó lão bá. Khoan đã. Sau lưng tiểu tử, chắc chắn có người cho nó dựa rồi. Ép người đó lộ diện đi. Tên tiểu tử kia, ai cho người xen vào chuyện của ta hả? Ông ấy là người tốt, các người là kẻ ngu. Tại sao phải giết ông ấy? Có giỏi thì giết ta đi. Người có quen hắn không? Sao ngươi biết được hắn là người tốt chứ? Các người đông như vậy lại ăn hiếp một ông chết một. Chắc chắn các ngươi là người xấu rồi. Lão bá bá. Lão bá. Cút đi. Tôi không cho ông giết lão bá bá. Không được giết lão bá bá. Giỏi lắm. Cậu bé kia đừng khóc nữa. Nếu ngươi sợ thì mau đi khỏi đây đi. Không, các ông mau đi, ông đây đi. Đừng có làm hại lão bá bá nữa. Vậy thì tôi sẽ không khóc nữa đâu. Cậu bé, lão ta sống đến từng tuổi này, có được người bạn như cậu, xem như không uổng sống trên đời. Lão bá bá, cậu chạy mau lên. Lão bá bá, lão bá bá, ông là người tốt mà. Ông không thể nào để bọn xấu hại. Được. Tiểu tử kia, ta sẽ chém 36 nhát nếu ngươi không tránh ra. Để tha cho hắn. Ngươi có sợ không? Ông chém 36 nhát, đương nhiên tôi phải sợ rồi. Tiểu tử kia, ngươi sợ thì mau biến đi. Tôi sợ, nhưng tôi thề không bỏ đi đâu. Được lắm, lắm, hãy xem ta đây. Lão bá bá, lão bá bá, bá bá, ông không thể nào chết được, ông không được chết. Đáng khen lắm, có chí khí. Ông không được chết. Tên nhóc kia, kia, nếu giờ còn mở miệng xin lỗi tôi sẽ cứu hắn ngay. Quả nhiên là hắn. Lão bá bá, để bá bá xin ông ấy. Tiểu huynh đệ, thật xin lỗi, tôi không còn hy vọng đâu. Cậu giữ lại cơ hội này, sao thì có thể xin chuyện lớn hơn. Lão bá bá, bá bá, bá bá. Tiểu tử kia, tôi nể cậu gan lì. Tôi tha chết hai hắn. Từ nay về sau, chúng là bằng hữu. Đi. Lão bá bá. 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 Để tôi còn vết thương đã. Lão bá bá. Tiểu đệ, cái này tặng cho cậu. Lão bá bá, lão bá bá, lão bá bá, lão bá bá. Đừng khóc nữa. Hãy mở ra xem ông ấy cho cậu những gì. Đây là bộ người đất dạy cậu tập võ công. Mọi người trên giang hồ đều biết Quyền Thiết Lệnh là một báu vật. Nếu người nào có được nó thì sẽ được Ma Thiên Cư Sĩ giúp một việc. Dù việc đó nguy hiểm đến thế nào, Ma Thiên Cư Sĩ cũng không từ chối. Hãy bao dây bao bé. Là người của phái Tuyết Sơn phải không? Các vị đến, mẫu đã không nghênh đón từ xa, thật thứ lỗi. Có phải thiếu trại chủ của Kim Đao không? Hân hạnh, hân hạnh. Ôi! Ôi!
các anh em của phái Tuyết Sơn và An Thiếu trại chủ, cả hai đều là bạn bè, không nên để mất hòa khí. Tiểu huynh đệ, đệ trong tay con cầm vật gì, đưa ta xem được không? Đại hiệp, đây là chúng tôi phát hiện ra trước. Qua sụi, muội hỏi thử vì tiểu huynh đệ này, thỏi bạc trên người nó có phải do ta cho không? Thạch phu nhân, có thể phu nhân phát nhân ra vị tiểu huynh đệ này trước, nhưng mà quyền thiết lệnh này là do bọn hiện ra trước. Quyền thiết lệnh, đưa cho ta. Quyền thiết lệnh, đưa cho ta. Tiểu huynh đệ, đưa cho ta, đưa cho ta, đưa cho ta. Đứng lại, đứng lại, đứng lại. Tiền bối, có phải chủ nhân của quyền thiết lệnh Tạ Yên Khách không? Không, đúng vậy. Vừa rồi đã sơ ý mạo phạm, tại hạ xin hạ tội với tiền bối. Chiếu theo phép tắc phép của ta, ngươi dùng kim đao đâm vào chân trái của ta, ta phải dùng kim đao đâm vào chân trái của ngươi. Ngươi như vậy mới công bằng. Chẳng qua hôm nay, tâm trạng lão phu vui, việc này ta sẽ ghi lại. Còn ngươi, đâm vào ngực của ta, còn ngươi đâm vào huyệt hoàng cưu của ta, ngươi đâm vào vai trái của ta, ngươi đâm vào ngón chân của ta, món nợ đó ta sẽ ghi sẽ hết. Hôm nào đó tâm trạng ta không vui, ta sẽ tìm các ngươi đòi nợ. Chúng tôi tài nghệ kém cỏ kém đã thua ông, ông còn đòi nợ, còn nói lời cảnh khóe nữa, có giỏi thì lấy kiếm đâm tôi một nhát đi. Được, được. Tiền bối à, kiếm pháp hay lắm. Xin tiền bối, xin tiền bước. Ngài thủ hạ lưu tình, không sát hại Dương sư ca của tôi, phái Tuyết Phong sẽ ghi nhớ ơn này. Muốn hỏi tạ tiền bối, mảnh sắc trong tay sắc người có phải là quyền thiết lệnh thiết? Quyền thiết lệnh này là cầu xin gì sẽ được nấy. Tạ Yên Khách, khách Ma Thiên Nhai. Lệnh bài này, bài đao kiếm không xuyên thủng, hiếm có trên đời. Tạ tiền bối, tiểu nữ đồng đạo giang hồ nói, trong tay tạ tiên sinh có 3 miếng quyền thiết lệnh, được chia cho 3 người bạn. Người nào đưa lại cho ngài quyền thiết lệnh, thì ngài sẽ giúp người đó làm đó việc. Dù việc đó có khó đến đâu, ngài cũng quyết thực hiện bằng được. Chuyện này là thật chứ? Không sai. Trong lâm ai mà không biết. Nghe nói 3 miếng quyền thiết lệnh này thì 2 miếng đã được thu hồi, còn miếng cuối cùng đã trôi dạt trong giang hồ nhiều năm. Không biết có phải vậy không? Rất đúng, đúng. Cũng vì như vậy mà người trong giang hồ đều hy vọng có được nó, để có thể đạt ước vọng của mình. Chẳng hạn như lão Ngô Đạo Thông, hắn đã tìm được quyền thiết lệnh của lệnh, nhưng chưa tìm được ta, ngược lại phải lẫn trốn, còn chuốc lấy quả sát thân sắc. Hôm nay lão thân cảm thấy cảm vui, miếng quyền thiết lệnh này lệnh không cần phải tốn sức mà vẫn lấy lại được. Nếu ta tiền bối đã lập lời thề là có thể linh gì sẽ được đáp ứng, vậy miếng quyền thiết lệnh này là do cái ăn mày này có được. Sao? Thằng bé ăn mày này là cái thái gì? Chẳng lẽ muốn tẻ nghe lời tên ăn mày này sao? Các vị khách quan đã nghe rõ chưa? Tạ tiên sinh đã nói không muốn nghe lời nghe tiểu tử ăn mày, phải chăng là muốn làm trái với lời thề? Việc này trên đời này không có gì có thể làm khó Tạ mổ này được. Chú em lên đường, muốn gì thì nói, không cần không tâm đến bọn người này nữa. Thôi,
Tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ, đệ là một đứa béo một đứa ăn. Ông già này thích nhất là giết người. Người đệ hãy nói với ổng, từ nay trở đi thì... Sư muội không sao chứ? Cậu tập chủng, tại cậu không chịu sinh tôi, tôi buộc lòng phải dạy cậu pháp môn thiên địa để luyện công, đảo lộn thứ để dạy cậu, để pháp minh tâm mạch ở trong người của cậu bị giải bày, huyết mạch sẽ không đều, đau đớn đến muốn chết đi. Vậy không phải đi giết cậu, tôi cũng đi ngược lại lời thề của tôi lúc này. Tôi được giải thoát rồi. 7 năm đã trôi qua, huyết mạch trong người cậu cũng sắp luyện xong rồi. Như vậy cũng hay. Không phải do tôi dạy hay, mà là do nội công của huynh đủ thâm hậu và huynh tiếp thu rất nhanh. Có người nói huynh là đần độn ngu si, tôi cho rằng họ không hiểu gì hết. Bên kia có người, sao không cho tôi qua? Tôi không cho các người qua thì sao? Tôi không phải gây hấn với Bạch Vạn Kiếm, không biết vạn bối đắc tội gì với lão tiền bối đây. Chuyện đó phải hỏi mẹ cậu thôi. Ra tay đi. Lại đây. Tay của tứ gia gia tôi đang ngứa ngáy. Ông cụ 80 tuổi phải ra tay trừng phạt các người đó. Đồ điên khùng, ông nói gì vậy? Không sợ bị chê cười sao? Không được đâu. Gia gia đây chẳng những không sợ, với lại còn chê cười các người. Tôi sẽ dùng đơn chữ thép này để đối phó với kiếm pháp của phái Tuyết Sơn các người, khiến Tử Sơn phải tan chảy. Đinh Tứ Thúc, vậy ông tiếp chiêu đi. Đinh Tứ Thúc, cửu thiết biến công chỉ bằng tay không, ông đánh không lại tôi đâu. Phí hơi, có lý nào tôi không đánh bại lại cậu? Cậu hãy thử chiêu này của tôi đi. Đinh Bất Tứ sắp thắng rồi. Bộ quyền pháp của Bất Tứ gia gia đúng là khiến người ta phải qua mắt, nhưng cũng nhiều sơ hở. Tôi nghĩ chỉ cần Bạch sư phụ bước tới một bước, từ từ xuất kiếm cũng sẽ thắng thôi. Nương tay, nương tay. Trò chơi con nít, ai nương tay với cậu? Chiêu này của cậu nhất thời thắng được thôi, chẳng có gì đáng kể hết. Hãy nhìn chiêu này của tứ gia xem. Chiêu này của tứ gia là nhất thủy hành châu. Đinh Bất Tứ, bộ quyền pháp của ông rất hay, nhưng ông cần phải thay bộ đồ mới mới có cơ hội chiến thắng được. Ngươi đừng có phí hơi, ngươi đừng có phí hơi. Ông nội chờ con với. Nghe tiếng xì hơi biết ngay huynh tới đây rồi. Xì hơi hả? Huynh mau tránh ra đi, để chưa đánh xong huynh còn đứng đó làm gì? Ta muốn xem võ công của đệ dạo này có tiến bộ không thôi. Huynh đứng ngay chỗ này khiến đệ phân tâm. Phân tâm nói chuyện với huynh làm sao đối phó với hắn được. Không cần lo tiếp ta, để tập trung đánh đi.
Linh Đan, phải tập trung quan sát xem Thứ Gia Con đánh thế nào. Hắn cứ khoe võ công cao cường hơn ta. Hôm nay xem thử đi, xem cho kỹ, xem hắn đánh Bạch Vạn Kiếm té nhào như thế nào. Hắn quỳ xuống xin tha đi. Lão Tặc, huynh cười cái gì vậy? Cười để cả đời háo đấu háo thắng, để lúc then chốt vẫn cần Tam Ca đứng bên nhắc nhở đệ. Họ Bạch là giảng bối của đệ, nếu đệ không nể mặt mẹ hắn, đệ đã cho hắn một chữ chết rồi. Đệ không cần huynh nhắc đệ, huynh đi chỗ khác được rồi. Cái tên tiểu tử kia ngang nhiên dám đả thương đệ, Đinh Bất Tam ta. Cậu lợi dụng đánh người ta. Ngươi tiếp chiêu. Ngươi rồi, sẽ xảy ra chuyện thôi. Lão Tặc, huynh tránh ra đi. Huynh đừng có xen vào chuyện của đệ. Ta không phải người ngoài, Bạch Vạn Kiếm mới là người ngoài. Đệ đánh hắn rớt kiếm cho ta, sau đó lấy chút máu, như vậy hai người đấu tiếp mới công bằng. Bọn nhóm các ngươi về chỗ hết, nếu còn đứng đây ta giết không tha một đứa nào. Các vị huynh đệ không được tùy ý ra tay, ai dám chống lệnh xử theo quân quy. Bọn đệ tử kia mau đi kiếm đây. Kẻ nào bước vào dòng kiếm này xem như bước chân vào quỷ môn quan. Lão Tặc, đừng xen vào chuyện của đệ có được không? Ta nói rồi, ta phải làm tên tiểu tử này bị thương. Đệ tránh ra, đệ băng bó vết thương xong đánh tiếp cũng được. Cây kiếm rỉa của hắn sao đã thương đệ được? Không đã thương sao được? Chân của đệ đang chảy máu rồi kìa. Đệ thức dậy, đệ muốn được người ta gãy ngứa. Chuyện đó có gì quan trọng? Huynh ý kiến quá đi. Họ Bạch kia cậu nghe rõ đây, Đinh Bất Tam ta không nhúng tay vào. Ta và nó bắt tay không phải ăn hiếp cậu. Bây giờ ta đấu tay đôi với cậu đây. Lão Tứ, hãy xem ta đây. Không được làm hại sư ca ta. Làm hại sư ca ta, ta liều chết với ngươi. Đại ca, huynh xem. Xem ra kiếm pháp của Tuyết Sơn chẳng ra gì, nhưng kiếm của họ rất sắc bén. Ta liều chết với ngươi. Lão Tứ, Đinh Bất Tam bất quá tâm, hôm nay ta giết ba người rồi, để hãy giết một người đi. Lão Tứ, hôm nay xài luôn thu nhập của ngày mai. Vậy gọi là cái gì? Là tạm ứng. Mình muốn giết thêm vài người nữa có đúng không? Đúng vậy. Thôi được, chúng ta giết thêm vài người. Vài người vậy lần sau đỡ bận rộn. Không được làm hại Bạch sư phụ. Không được giết người nữa. Bánh tét, thì ra là cậu hả? Là tôi đây, ông nội. Tứ gia gia, hai vị không nên giết người nữa. Đứng yên. Đồ đần độn ngu si, cậu đừng vội. Chờ ta giải quyết xong rồi đến lượt cậu. Bánh tét, sao cậu ở đây vậy? Còn hai người đó đâu? Nói. Ông nội, Tứ gia gia, hai vị đã giết chết 5 người rồi, không cần gây thêm thù oán làm gì. Hai vị đã thắng rồi, nên có thể tha cho người ta thì tha. Sao cứ phải giết người vậy? Được được được, cậu dám bỏ ông nội mà đi. Cậu có giỏi thì chờ ta tạm ứng bọn họ rồi tạm ứng luôn cậu, có nghe không? Tiểu tử này chẳng biết đi đâu học được vài câu dư hơi chẳng ra gì, dám đến đây để mà dạy đời chúng ta đó. Huynh coi nó hay chưa? Bạch sư phụ, phái Tuyết Sơn của ông phải dùng kiếm.
Đừng đụng. Lúc trước Bạch Vạn Kiếm đòi giết cậu, nếu ta không cứu cậu, liệu cậu có thể sống đến ngày hôm nay không? Đúng, đúng. Ông nội, con thành thật cảm ơn hai vị. Do đó, con cũng khuyên Bạch sư phụ có thể tha cho người ta là tốt. Ta không muốn nghe những lời dư hơi của ngươi. Lên! Bạch sư phụ, chiêu phong y băng băng của ông quá cứng nên không thể tiếp tục được. Ông nội, ông nên xuất chiêu cao hơn nữa, như vậy có thể ngăn cản người ta xuất chiêu tiếp. Tên tiểu tử kia dám chỉ dạy ta hả? Kiếm pháp mà Bạch sư huynh và đao pháp của tên tiểu tử này mà phối hợp với nhau không có sơ hở. Trong tên tiểu tử có một nguồn sức mạnh vô bờ. Bạch sư phụ, lão tứ, Bạch sư phụ, có thể tha được cho người ta thì nên tha đi. Nói câu này hoài ta chán rồi. Lão Tam, ngựa công của tên này lợi hại lắm đó. Đồ ngốc, đánh không lại thì chạy đi. Bạch sư phụ, sư huynh, nếu không có cậu ra tay giúp đỡ, e rằng hơn 10 người của phái Tuyết Sơn sẽ bỏ mạng trên đảo Yên Tử này rồi. Phải rồi, đao pháp của cậu do ai truyền lại cho cậu vậy? Do Sử bà vậy. Tổng cộng có 73 chiêu, nhiều hơn một chiêu của Tuyết Sơn kiếm pháp, và mỗi chiêu đều là khắc tinh của Tuyết Sơn kiếm pháp. Không được làm bậy. Sao hả? Mỗi chiêu đều là khắc tinh của Tuyết Sơn kiếm pháp à? Cậu nói vậy e rằng hơi quá đáng. Sử bà là ai? Sử bà là Khai Sơn tổ sư phái Kim Ô của tôi. Bà ấy là sư phụ của tôi. Tôi là đệ tử thứ nhất của phái Kim Ô. Cậu không nhận sư môn cũng đã đành. Nay cậu đi theo Kim Ô phái của ai đó? Kim Ô. Kim Ô hả? Từ trước tới giờ ta chưa từng nghe nói trong võ lâm có môn phái như vậy. Sư phụ tôi nói phái Kim Ô là mặt trời. Mặt trời vừa mọc thì tuyết sẽ tan chảy. Do đó đệ tử của phái Tuyết Sơn ông gặp được phái Kim Ô chúng tôi chỉ còn biết đệ tử phái Tuyết Sơn gặp Kim Ô của cậu chỉ còn biết thế nào. Nếu cho ông nghe thấy câu này, ông sẽ không vui. Tôi cũng cảm thấy sư phụ nói vậy cũng không đúng. Chỉ có thể bại trận và không thể tháo chạy. Có phải không? Là do sư phụ tôi nói, ý của nó cũng như vậy. Bạch sư phụ, ông đừng giận. Có lẽ sư phụ của tôi nói giỡn thôi. Ông đừng tưởng là thật. Được. Để tôi thọ giáo võ công của phái Kim Ô cậu, để xem là nó khắc tinh của phái Tuyết Sơn như thế nào đây. Sư huynh, tên tiểu tử qua tặc kia, tất nhiên là người có thể không nhìn nhận sư phụ ngươi. Để ta tiếp ngươi dày chiêu. Được sư đệ. Đệ không phải đối thủ. Để ta tiếp dày chiêu của hắn là được rồi. Tên qua tặc kia, lên đi. Vai của ông, chân của ông đều bị thương hết. Tôi không đấu đâu. Cậu có gan sỉ nhục phái Tuyết Sơn, nhưng không dám tỉ thí với tôi. Tôi không đấu lại các vị đâu. Tôi xin phép. Tên qua tặc đó là kẻ thù của sư phụ, cho nên mới dành nhiều thời gian để nghiên cứu bộ đao pháp này. Xem ra hắn cố tình muốn đánh bại phái Tuyết Sơn chúng ta, hắn mới cam lòng. Bạch sư phụ,
Chiêu này hay lắm. Chiêu này là Tuyết Sơn kiếm pháp sao? Tôi... sao tôi chưa từng thấy qua vậy? Có thật là cậu chưa từng học qua không? Đúng vậy. Đây là tuyệt chiêu có tên là Long Giao Không Ngủ Đông. Không ai có thể né được đâu. Tôi niệm tình hôm nay cậu giải dây cho tôi. Chúng ta một mạng đổi một mạng, không ai nợ ai. Sau này hành tẩu trên giang hồ, không được nhắc tới Kim Đao Ô Pháp là khắc tinh của phái Tuyết Sơn nữa. Có biết chưa? Bà sư phụ, tôi vốn dĩ đã nói không lại ông. Ông dặn tôi không được nhắc lại chuyện đó nữa. Tôi hứa sẽ không nhắc. Bà sư phụ, tôi nghĩ chiêu này của ông tôi cũng quá giải được đó. Thôi được, ta muốn xem bản lĩnh thật sự của ngươi. Hay quá, đúng là lợi hại thiệt. Truyền câu này nói lại với sư phụ của cậu, phái Tuyết Sơn xin đắc tội. Đa tạ ba sư phụ đã động lòng bỏ qua, xin cáo từ các vị. Sư huynh, tại sao huynh không giết hắn? Hắn có phải Thạch Trung Ngọc hay không? Các đệ đã thấy rồi. Nếu giả sử phải đấu nhau, e rằng chúng ta đều phải chết trên đảo quan này. Hy vọng người này không phải kẻ địch của phái Tuyết Sơn chúng ta. Cho dù sư huynh từ bi nương tay, nhưng võ công chưởng môn chúng ta thiên hạ đệ nhất mà. Sau này đừng có nói mình có bao nhiêu bản lĩnh. Sư huynh, bất tam bất tứ, phái Tuyết Sơn ta và ngươi thề không đổi trời chung. Đi, mau đi khỏi đây. Đa tạ các vị đã nể mặt ta. Bối tại hạ thấy hổ thẹn trong lòng. Bối tiên sinh là thiên hạ đệ nhất thần công. Bối tiên sinh là thiên hạ đệ nhất thần công. Ngươi muốn độc bá võ lâm, sao không hỏi ý kiến của Ma Thiên cư sĩ ta xem có đồng ý hay không? Bối mổ ta xưng bá võ lâm thì không gì phải sợ hết. Chúng ta từng giao đấu với nhau nhiều lần rồi, đều bất phân thắng bại. Hôm nay ta phải trút hết nỗi giận này. Muốn độc bá võ lâm còn phải xem tài của ngươi. Bích chân thần chưởng, dịch cân thần công,
bích chân thần chưởng của ngươi chỉ để giúp cho dịch cân thần công của lão phu tăng thêm 3 phần công lực mà thôi. Hay cho bối hải tặc, người giỏi lắm. 3 năm sau chúng ta gặp lại. Đứng lại, không cần đuổi theo. Hắn chỉ có như vậy thôi. Võ Lâm Chí Tôn, Võ Lâm Chí Tôn, Võ Lâm Chí Tôn. Treo bảng. Hắn không xứng. Ngươi lại tới nộp mạng hả? Nếu như lần trước thiện kiếm không cứu ngươi thì ngươi đã chết dưới đao của lão phu ta từ lâu rồi. Bối hải tặc gây hại Võ Lâm, tán tận lương tâm, đối với Phong Vạn Lý và Hoa Vạn Tử lấy quán trả ân, hèn hạ bỉ ổi. Ta không giết họ, họ sẽ giết ta. Võ Lâm thiên hạ, kẻ mạnh làm vua. Bối mổ đoạt lấy Lăng Tiêu Thành, thống nhất Võ Lâm, thiên hạ một nhà là chuyện hợp tình hợp lý rồi. Phong Vạn Lý biết ý đồ của ta mà ra tay hãm hại ta, chẳng qua bối mổ ta ra tay trước mặt mà thôi. Có Thạch Thanh ta ở đây, đâu đến lượt ngươi làm gì thì làm. Ta muốn tỉ thí với Hắc Bạch Song Kiếm của ngươi từ lâu rồi. Rất tiếc Tôn phu nhân đâu, sao hôm nay không thấy vậy? Diệt cước thần công. Dừng tay. Thạch đại hiệp, xem ra cháu Lập Bác không lấy mạng được ngươi rồi. Bối tiên sinh, tôi không mong đừng đánh nữa. Nếu ngươi nói như vậy, để ta tiễn ngươi lên đường. Đây là võ công gì vậy? Tôi không biết. Tôi chỉ biết nghĩ sao đánh vậy. Bối tiên sinh, người cứ dồn ta vào thế chết,
buộc lòng ta phải làm liều thôi. Cả đời ta nổi tiếng suy đoán như thần, vì vậy đã luyện được thần công. Thật không ngờ. Bối tiên sinh, lòng dạ bất chính, võ công có cao cũng như không. Ông đi đi. Tha cho ta hả? Tại sao vậy? Đưa thẻ đồng ra đây. Nè, sao các người không biết phân biệt rõ trắng đen là vu oan cho người ta? Ngọc Nhi, Thạch trang chủ, Thạch phu nhân, ngươi là ai? Sao lại nói ta đổ oan cho họ? Vợ chồng Thạch trang chủ không hề lấy thẻ đồng, nhưng mà các ngươi lại nói họ lấy. Như vậy không phải là vu oan cho họ? Ngươi thì biết gì, sao lại ăn nói vớ vẩn? Tôi biết chứ. Vậy thì ai đã lấy? Tôi. Dù sao cũng không phải họ lấy. Các vị không được vu oan cho Thạch phu nhân, hãy xin lỗi phu nhân đi. Tuy Ngọc Nhi đã làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng nó nói rất có lý. Cuối cùng ngươi là ai? Tại sao lại kêu ta xin lỗi Thạch phu nhân? Ngươi vu oan cho người tốt thì phải xin lỗi chứ. Sư huynh, đây là sự hiểu lầm, đều là người mình với nhau, cứ nói cho rõ ràng là được, đâu cần phải xin lỗi. Hãy cảm ơn sư bá, sư thúc đi, không cần phải xin lỗi. Con à, xin lỗi họ đi. Thái phu nhân kêu tôi dập đầu xin lỗi. Không cần phải khách khí như vậy. Đứng lên đi. Ngươi tưởng ngươi là bề trên của ta hay sao mà dám thể hiện bản lĩnh như vậy? Sư huynh, xin hãy nương tay. Được, giỏi lắm. Sư đệ sư muội đã dạy một tên đồ đệ thật khác thường, ta phải lãnh giáo mới được. Không không không, ta không muốn đánh nhau với ông. Không, dừng tay. Các vị là người mình với nhau, sao phải đọ sức biểu diễn võ nghệ chỉ trong phút chốc thôi? Đúng vậy, các vị là sư huynh của vợ chồng Trang giáo chủ, nếu tôi đánh chết các vị là không hay rồi. Ngươi nói sao? Không được nói bậy. Được, ta muốn xem ngươi đánh chết chúng ta như thế nào. Xuất chiêu đi. Tôi không muốn ra tay. Ngươi không muốn ra tay với ta thật sao? Sư huynh, người đó quá ngông cuồng. Sư huynh hãy dạy cho nó một bài học đi. Thank you.
Mẫn sư muội định che chở cho anh chàng kia thật sao? Thằng bé đó đã không coi bề trên ra gì, phải dạy dỗ đến nơi đến chốn mới được. Đa tạ sư huynh đã nương tay, mau nhận tội với sư bá đi. Rõ ràng là khinh người, không thèm tiếp chiêu. Nếu không thì nó đã nói nó có thể ra tay đánh chết người. Đôi bàn tay tôi đã gây ra họa, đúng là hễ ra tay là sẽ đánh chết người khác. Thằng ranh này không biết trời cao đất dày là gì. Vừa rồi sư huynh đã nương tay, không đâm chết ngươi. Ngươi không hiểu hả? Tôi không có giết ổng, nên tôi cũng đã nương tay. Thằng ranh kia, ngươi là đồ đệ của ai? Học được cái lối nói dẻo mỏ như vậy? Tôi là đại đồ đệ đầu tiên của phái Kim Ô. Phái Kim Ô nào? Trên võ lâm chưa hề có môn phái này. Ta cứ tưởng ngươi là đại đồ đệ của sư đệ Thạch Thanh kia. Thì ra ngươi không phải người mình. Nếu ngươi không chịu đánh trả, thì ta sẽ lấy mạng của tên đồ đệ khốn kiếp của phái Kim Ô này. Con à, sư bá đang muốn kiểm tra võ công của con, sẽ rất hữu ích cho con. Ông ấy sẽ không hại con đâu. Cầm binh khí rồi xuất chiêu đi. Được, tôi xin đánh trả. Ông, đừng dùng kiếm đâm tôi. Cho tôi lượm cây đao này lên đã. Ngươi coi ta là hạng người gì? Ta khinh. Lát nữa khi đánh gấp quá, chưa biết chừng mình lại không cẩn thận xuất chưởng thì lại đánh chết người ta mất. Thôi được, như vậy là yên rồi. Đánh đi. Lần này ta sẽ không đánh chết ông đâu. Người quá coi thường người khác rồi. Không được vô lễ. Mau cởi bỏ dây ra đi. Đúng rồi, không thể buộc dây như vậy được. Thiên ca! Thiên ca! Thiên ca! Thiên ca! Thiên ca! Huynh đang ở đâu? Thiên ca! Huynh đang ở đâu? Tất cả là tại muội không chịu đi gặp ba mẹ chồng. Thiên ca! Thiên ca! Đúng là anh hùng xuất thân từ tuổi trẻ, đáng khâm phục. Bần đạo tuy bất tài nhưng cũng xin lãnh giáo vài chiêu.
pháp của Ngài thật tuyệt diệu. Tại hạ rất khâm phục. Hôm nay rất khó phân biệt thắng bại. Xin dừng lại ở đây. Chúng ta nên kết làm bạn. Con ngốc, sao lại gọi là Ngài? Phải gọi là sư bá chứ. Ta già mất rồi. Trường Giang sống sau, Xô sống trước. Ta già rồi, chẳng làm gì được nữa. Đã đắc tội với sư bá rồi. Mau đến tạ tội đi. Dạ. Xin chào sư bá. Trưởng sư huynh, đây là đứa con trai của vợ chồng muội. Thì ra là Lệnh Lan. Thiệt không ngờ, thiệt là không ngờ. Từ nhỏ, nó chưa được dạy dỗ chu đáo, xin huynh đừng trách tội nó. Nhưng sao nói, nó đã bị bắt đi rồi. Tiểu đệ đâu dám nói dối sư huynh. Nó vừa trốn thoát về, vợ chồng đệ còn chưa được hỏi nó. Vậy cũng phải, với bản lĩnh đó, Lệnh Lan muốn trốn về cũng không khó gì. Nội lực của Lệnh Lan thật thâm hậu khó lường. Nhất là chiêu cuối cùng của đao pháp, chủ yếu là do A Tú dạy cho. Cổ nói, nếu người ta không đánh lại con, thì con nên nhường cho họ. Nếu có thể tha thứ, thì nên tha cho họ. Cổ còn nói, im miệng, không được nói bậy. Thằng bé này không biết ăn nói. Vậy thì con không nói nữa. Nếu con buộc bàn tay có độc này lại, cầm đao để giao đấu, thì cũng không... Tay con có độc sao? Phải chăng, ngươi đã lấy cắp hai miếng thẻ đồng đó. Con mới chỉ khẽ rút tay thì họ đã ngã gục xuống rồi. Thạch sư đệ, vậy là sao? Để nói đi. Nghĩa khí của sư huynh là hàng đầu. Tên súc sinh này đã gây nên tai vạ, xin tùy sư huynh xử lý. Được. Khoan đã. Sư muội, con định nói gì đây? Có lẽ con đã cứu được hai vị sư phụ. Họ đã trúng kịch độc như vậy thì còn hy vọng gì nữa? Con à, trong tay con có chất độc gì? Con có thuốc giải độc không? Dạ không. Để tôi xem nào, xem nó có thuốc giải không. Sao vậy? Con mau trốn đi, cha mẹ không cứu được con đâu. Cha mẹ? Ai là cha mẹ? Sư muội, chúng ta không thể vì tên tiểu súc sinh này mà làm ảnh hưởng đến nghĩa khí của sư huynh. Không được để nó bỏ trốn. Thanh ca, con mau nghĩ cách đi. Chẳng lẽ không cứu được họ? Có cách rồi. Thiên ca, Thiên ca. Sư huynh, họ tỉnh rồi. Tỉnh rồi. Tốt quá. Sư đệ, họ đã bình phục. Vậy chúng ta sẽ chia tay nhau. Xin cáo từ. Khoan đã. Con à, sư bá Chiêu Hư đã nói rồi. Nếu con lấy hai tấm thẻ bằng đồng thì hãy trả lại cho sư bá. Mẹ không cần đâu. Mẹ. Sư đệ, sư muội, xin cáo từ. Xin cáo từ. Xin cáo từ. Mẹ hả? Con à, con à, con trai. Nào, hãy để cho mẹ ngắm con một lát. Bà là mẹ của tôi sao? Con à, con à, con trai, con thực sự không nhận ra mẹ hay sao? Sao con không gọi mẹ? Quan Âm nương nương. Con à, sao con lại gọi ta là Quan Âm nương nương? Vậy thì Thạch Trang chủ, Thạch Đại Hiệp là cha của tôi. Nhưng sao tôi lại không biết? Nhưng bà cũng không phải là mẹ tôi. Tôi đang đi tìm mẹ của tôi đây. Ngọc Nhi, mẹ và cha cũng đang đi tìm con.
cũng khó trách. Vì đã xa nhau ngừng ấy năm trời, con đã không nhận ra cha mẹ. Khi con rời khỏi quyền tố trang, con chỉ cao bằng từng này. Nay con đã trở thành người lớn rồi. Con trai, con còn cao hơn cả cha con nữa. Tuy con có thay đổi, nhưng mà mẹ vẫn có thể nhận ra được con là con ruột của mẹ. Con trai, sao tóc của con rối như vậy? Để mẹ chải cho con nha. Thạch phu nhân, bà nhận lầm người rồi. Tôi không phải là con của hai người đâu. Ngốc à, Thanh ca, tại sao Ngọc Nhi của chúng ta lại thành ra như vậy? Bước ra, Thạch Trung Ngọc, cho dù ngươi được ông trời truyền thụ, ta cũng không cho ngươi sỉ nhục đâu. Chỉ có chiêu thức. Cậu tạp chủng, sao không dùng kim ô đao pháp của chúng ta vậy? Thưa nội, nội lấy đạo của hắn để trừng trị hắn chứ. Đừng có dở hơi nữa, chặt cánh tay của hắn cho ta. Dạ. Chiêu thứ bảy của kim ô đao pháp, bào ngư chi tử. Anh hùng xuất thiếu niên. Tôi già rồi, tôi phải chấp nhận thôi. Thì ra là tam đệ của chúng ta đó. Thế nào là tân chủ môn nhân? Bước ra ngoài, bước ra. Các ngươi đã nhìn thấy chưa? Nó là đệ tử của ta, Sử Ích Đao. Chiêu thức nó đang sử dụng là kim cô đao pháp. Chỉ một chiêu là phá võ công mà các người cùng sử dụng. Chiêu này có tên là bào ngư chi tử. Các người đã thua cậu bé này, cam lòng tôn nó là trưởng môn nhân chứ? Hai vị sứ giả đã ra quy định, nếu chúng ta dùng võ công để tranh đoạt chức trưởng môn nhân, chúng đã thua hắn rồi. Tâm phục khẩu phục. Sư tẩu, các người có phục hay không? Bái kiến tân trưởng môn nhân. Bái kiến tân trưởng môn nhân. Tôi, vị thiếu niên này đánh bại Thành Tề Liêu Lương, nay họ phụng nó làm trưởng môn nhân của phái Tuyết Sơn. Còn ai không phục hay không? Còn không phục. Lão gia còn sống, tại sao phải lập tân trưởng môn nhân? Đứng dậy, đứng dậy. Chẳng hay tên nào lại bạo gan như vậy. Người này là ai mà dám hỗn láo chúng ta? Mẹ, mẹ, mẹ trở về rồi. Cha, cha, A Tú, A Tú, con và bà nội đã bình an trở về. Đúng là ông trời có mắt mà. Chắc còn tưởng là, còn tưởng hai bà cháu chết rồi chứ gì. Mẹ, mẹ à, con còn mặt mũi gọi ta bằng mẹ sao? Mẹ đã sinh ra đứa con vô dụng như con, ta ước thì đập đầu vô tường chết đi cho rồi. Người cha thì bị bắt nhốt, nhìn xem, bản thân của con lại đeo đầy đống sắt vụn này. Như vậy bộ con thấy oai lắm sao? Có đúng không? Có đúng.
Con là khí hàng Tây Bắc hả? Là nỗi nhục của Tây Bắc mà thôi. Người cha khốn kiếp, người con cũng khốn kiếp theo. Thật là tủi thân. Đồ tử đồ tôn của Lăng Tiêu Thành đều là bọn khốn kiếp, nên nhanh chóng sửa lại thành phái khốn kiếp đi. Mẹ, võ công của con không phải đánh không lại họ đâu, mà con bị họ dùng gian dùng dế để bắt giữ con. Mẹ à, tên khốn kiếp này giả dạng thành cha của con, cho nên con mới bị họ khốn kiếp. Nhận lầm người ngoài con đã đành, kể cả cha ruột của mình mà cũng nhận lầm. Con là người gì vậy? Mẹ à, bây giờ cha con sao rồi mẹ? Cái lão khốn kiếp còn sống hay đã chết con cũng không biết. Làm sao ta biết được? Đại sư huynh đã bị các người nhốt đi đâu rồi? Đại sư huynh tính tình nóng nảy, chúng tôi nhốt huynh ấy vào địa lao rồi. Được, được lắm. Cái tên lão già đó cứ tự cho mình võ công để nhất thiên hạ, không chịu thua ai hết. Cuối cùng ai là phái khốn kiếp đây? Trưởng môn đâu? Phái khốn kiếp để cho bọn khốn kiếp các người tự gọi sao? Ta chửi chồng con thì mặc kệ ta. Các người là cái thá gì mà dám nhục mạ phái Tuyết Sơn của ta? Các người võ công cao cường thì có sức đánh lão thái bà ta đây. Chửi người ngay trước mắt ta là tuyệt đối không được. Để được, được, xem như ta lỡ lời vậy. Cho hỏi trưởng môn thật sự của phái Tuyết Sơn là ai? Vì thiếu niên này đã đánh bại 4 tên phản bội và họ đã có lên làm trưởng môn của phái Tuyết Sơn. Hài Nhi không phục, phải trau dồi võ công với hắn thôi. Được rồi, Đồ Nhi, con so tài với nó đi, để xem đệ tử của tên lão già đó lợi hại hơn hay đệ tử của ta lợi hại hơn đây. Sư phụ, vậy Thạch Trung Ngọc rõ ràng là đệ tử của Phong Vạn Lý, sao lại thành đệ tử của ả được? Phải đó, đệ tử. Dạ. Dùng đao không dùng kiếm, kiếm pháp do lão già đó dạy quá tầm thường, không lợi hại bằng đao pháp của ta đâu. Vậy con, chuyện mà ta hứa với con không muốn hay sao? Hôm nay ta phải lập được công lớn thì chuyện đó mới có giá trị. Hôm nay con phải đánh bại Bạch Vạn Kiếm. Nếu thua thì con đừng bao giờ đến gặp ta và A Tú nữa. Vậy con... Thì ra sư phụ kêu tôi đánh bại con ruột của bà ấy. Vậy sử bà kêu tên tiểu tử đó làm trưởng môn của phái Tuyết Sơn để đến hiệp khách đảo nộp mạng, tránh cho chồng mình và con trai mình phải chết oan. Sao hả? Con coi thường nó sao? Nó là đệ tử của mẹ, sau khi được ta đào tạo đã khác hẳn so với xưa rồi. Hôm nay con mà bị nó đánh bại thì A Tú sẽ trở thành vợ của nó. Mẹ, vậy không được đâu. A Tú không thể lấy tên tiểu tử thúi tha này được. Thôi được rồi, đừng lo đoàn tụ gia đình nữa, mau mở khóa đi, kêu họ mau chóng kỹ võ. Được, nếu con đánh không lại hắn, uổng thay cho cuộc đời này. Đệ tử. Dạ. A Tú, ta...
Sư muội, sư ca, mau mau về Lăng Tiêu đại điện. Có lý lắm. Đúng vậy. Mà sư phụ, nên dừng tay đi. Tiểu tử, trong lúc sống chết với nhau, đệ cũng thờ ơ được sao? Đệ không thấy hắn liều mình với đệ hả? Tiểu tử thúi, ngươi chỉ hơn ta về nội công, còn chiêu thức chưa chắc ta đã thua ngươi đâu. Hay, hảo kiếm pháp, đảo đà pháp. Hay lắm. Cha ơi, đại ca, hai người xem như không hơn thua, không ai đánh bại ai đi. Cậu đã nương tay lắm rồi, có lý nào Bạch Mổ không biết chứ? Cậu đã không làm cho tôi mất mặt trước đám đông, tôi đây mang ơn cậu. Kiếm Nhi, con đừng buồn nữa. Đao pháp của tên tiểu tử này là do mẹ dạy đó. Con thua nó, xem như con thua mẹ. Sau này mẹ sẽ dạy cho con. Dạ, đao pháp của mẹ quả nhiên lợi hại. Chỉ sợ Hài Nhi dốt, không được đâu. Con thông minh hơn tiểu tử này nhiều. Nó còn học được, sao con không học được? Mau qua dập đầu tạ tội với nhạc phụ đi. Dạ. Khoan đã, chuyện này chờ bàn lại sau. Mẹ, tuy võ công của tên tiểu tử này cao, nhưng bản tính của hắn mưu hắn xảo quyệt. Mẹ, đừng làm hại cuộc đời của A Tú mà. Cha, A Tú, hắn tốt hay xấu, cặp mắt của mẹ tin đời hơn con. Mẹ, Kiếm Nhi, tránh ra. Thôi được rồi, bà chịu nó làm cháu rể cũng được, không cho cũng được. Tôi nghĩ ly rượu mừng này tôi uống là cái chắc rồi. Tôi thấy võ công của phái Tuyết Sơn không ai thắng được vị tiểu huynh đệ này. Cho nó làm chủ môn, mọi người có phục không? Huynh đệ, chúc mừng đệ đã là chủ môn của phái Tuyết Sơn. Hai cái đồng bài này đệ mau nhận đi. Khoan, chức chủ môn nhân của phái Tuyết Sơn nói rõ do tỷ võ quyết định, xem như con đã đoạt được rồi. Nhưng mà cái tên lão già kia làm chủ môn nhân tự cao tự đại, oai phong đòi hơn người hơn, cho nên ta cũng muốn làm trưởng môn để biết nó như thế nào. Đệ tử, con qua đây. Dạ. Đệ tử, ngay bây giờ con hãy nhường chức nhường môn lại cho ta đi. Con nhường cho sư phụ hả? Sao vậy? Con không chịu à? Vậy được, chúng ta hãy so tài đi. Dùng võ công để chọn trưởng môn. Không dám, không dám. Tôi phải làm trưởng môn của phái Tuyết Sơn. Ở đây có ai không phục không? Chúng tôi phục, chúng tôi phục. Vậy phái Tuyết Sơn
tân nhiệm trưởng môn nhân Bạch Môn Sử Thị, đa tạ quý đảo đã mời, mùng 8 tháng chạp có mặt đúng hẹn. Bạch lão phu nhân, Bạch Tự Tại tiên sinh vất vả chờ đợi 30 năm, ông ấy vì muốn sang bằng hiệp khách đảo. Cho dù bà có nhận đồng bài, hắn cũng sẽ tranh với bà, rồi chức chủ môn của bà không làm được. Đây là chuyện riêng của chúng tôi, nên không dám làm phiền nhị sứ bận tâm đâu. Được, được. Vậy võ công người nào cao, người đó làm chủ môn nhân. Được. Cáo từ. Chờ đệ giới. Chờ đệ giới. Chờ đệ giới. Chờ đệ giới. Giới. Hai vị đại hiệp, sư phụ đệ là trưởng môn nhân của phái Kim Môn, có thể cho bà ấy cho cái gì đây? Tam đệ, đệ đừng có đóng tuồng nữa. Hai vị ca ca của đệ đều là quả nhãn kim tinh. Trong lòng đệ nghĩ gì, ta đã biết rõ rồi. Nhị đệ à, đệ có biết không? Biết. Đệ quên bái kiến hai vị ca ca. Đệ nghĩ gì? Tam đệ, cứ nói thẳng đi. Chúng ta là gì? Đệ nghĩ đi. Dạng tử. Sư mẫu. Sư mẫu, số đệ tử bị giam giữ đã được cứu thoát hết rồi. Mau qua đây mở khóa cho họ đi. Bà có tư cách gì ra lệnh cho chúng tôi? Các người không phục tôi làm trưởng môn, muốn đến hiệp khách đảo ăn cháo hả? Tại sao vừa rồi không chịu nhận đi? Mời cô. Ngôi vị trưởng môn của phái Tuyết Sơn không thể truyền thụ đơn giản như vậy. Bà dùng đao chứ đâu phải dùng kiếm. Thôi, các người không phục tôi làm trưởng môn cũng được. Các người ai làm trưởng môn hay không, cứ qua đây lấy đồng bài là được rồi. Tuy tôi là người nhận đồng bài, chức vụ trưởng môn của phái Tuyết Sơn có thể xác định qua võ công của họ. Còn các người phạm thượng làm loạn, tôi vẫn còn chưa hỏi tội nữa. Thưa sư mẫu, mọi người phạm thượng làm loạn, giam giữ sư phụ, chết không đủ đền tội. Nhưng trong đó có sự bất đắc dĩ. Phong Vạn Lý, không phải chuyện của con. Sao con lại bênh vực bọn phản nghịch đó làm gì? Phong Vạn Lý, con thật sự không muốn bổn môn phải đổ máu. Con thà chấp nhận mất thêm cánh tay nữa, cũng phải bảo vệ mạng sống của mọi người. Tam đệ à, đệ muốn dành hết đồng bài ở trên thiên hạ này để đến hiệp khách đảo, có đúng hay không? Đó là vì có rất nhiều người một đi không trở lại, đã hại chết rất nhiều người rồi, đáng đời. Tam đệ, chuyện nào ra chuyện đó. Đệ là trưởng môn của Trường Lạc Bang, cho nên đệ phải nhận đồng bài. Chuyện đó tất nhiên. Hai vị đại ca, đệ muốn biết chuyện trên hiệp khách đảo, chuyện không được đâu. Hai vị ca ca này tâm địa không ác độc, sao hiệp khách đảo lại là chỗ tà ác vậy? Sư mẫu muốn giết con, con cũng cam tâm tình nguyện, nhưng mà xin sư mẫu hãy xá miễn tội cho tất cả mọi người, để phòng ngừa xảy ra tai họa tàn sát lẫn nhau trong môn phái. Sao các người lại giam giữ Bạch Tự Tại vậy? Trưởng môn nhân tự cao tự đại, tìm đối thủ trong các đệ tử, tự tiện giết người, đã có 7 người chết trong tay của hắn rồi. Sự thật là như vậy. Sau khi sư mẫu Dạng Kiếm và các đệ tử xuống núi,
tính tình của sư phụ càng ngày càng nóng nảy. Vì đệ tử thọ ơn của người nên chỉ biết im hơi lặng tiếng mà thôi. Nhưng nào ngờ, cách đây không lâu, có hai người đến. Một người tên Đinh Bất Tam, một người tên Đinh Bất Tứ. Bất Tam, Bất Tứ. Họ đến Lăng Tiêu Thành để làm gì? Đệ tử cũng không rõ. Sau đó thì sao? Sau đó, họ vào đại sảnh, hai bên cãi nhau rất to. Họ đã chọc giận sư phụ, làm cho ông Xúc Chiêu đánh văng ra khỏi đại sảnh. Riêng Bất Tứ nằm liệt ói máu. Sau đó sư phụ lại đuổi theo họ đi ra ngoài. Đinh Bất Tam chặn sư phụ lại, rồi nói, chúng ta có mối thù không đội trời chung. Nói xong, dìu Đinh Bất Tứ ra khỏi Lăng Tiêu Thành. Sau đó thì họ có quay trở lại nữa không? Sau đó hai tên lão già đó không quay lại nữa. Nhưng từ đó trở đi, tính tình sư phụ lại rất kỳ lạ. Sau khi người liên tục giết mấy đệ tử xong, lại hét lên, Tiểu Thúy, không được tới Bích Loan đảo. Dạng Lý, trong những lời con nói, có phô trương và thiếu trung thực hay không? Đệ tử không dám. Với tình trạng như vậy, cho nên chúng tôi mới chung tay góp sức bỏ thuốc mê vào cơm của huynh ấy. Các người đã nhốt đại sư huynh ở đâu? Hãy nói mau đi. Cái này vì tránh tiết lộ tin tức nên chỉ có mình Mai sư đệ biết địa lao đó thôi. Lão Ngũ, bị nhốt trong thạch thất của Lăng Tiêu Thành. Bản thân của hắn đã làm hại hắn rồi. Nào là thiên hạ đệ nhất. Tôi bỏ ra nhiều năm sáng lập ra Kim Ô Đao Pháp, làm gì cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, để hắn hiểu rằng cuối cùng hắn là ai. Chuyện đó không thể trách các người được. Tôi tha tội cho các người đó. Đa tạ sư tẩu. Trưởng môn nhất thời thần trí thất thường, làm chuyện không nên. Chúng ta cần phải nghĩ cách khuyên hắn mới phải. Đầu tiên, chúng ta nên thả hắn ra trước. Sư tẩu, thả ra chúng tôi sẽ chết đó. Sao hả? Bộ các người định nhốt hắn cả đời hay sao? Dạng Lý, con đưa các đệ tử đi nghỉ ngơi trước đi, để cho ta đi thăm hắn cái đã. Sư tẩu, trưởng môn của phái Tuyết Sơn là tẩu, Mai sư huynh tất nhiên phải thả rồi. Nhưng dù sao cũng phải trị khỏi bệnh mới được. Nếu không thì sao? Nếu không, tôi không còn mặt mũi gặp Bạch sư huynh. Tôi xin cáo từ. Ông, sư tẩu, chúng tôi đồng ý cùng Thanh sư đệ xuống núi. Từ nay sẽ không đặt chân đến Lăng Tiêu Thành nữa. Các vị sư đệ, để tôi vào xem hắn sao rồi. Nếu không có kết quả gì, tôi hứa sẽ không thả hắn ra. Đa tạ sư tẩu. Sư phụ, xin hãy cân nhắc cho kỹ. Không ngờ lần này lại thua thê thảm như vậy. Bạch Tự Tại hắn lại được làm trưởng môn rồi. Sư phụ, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Không, ta phải trả thù ngay bây giờ. Lần này thua thảm hại như vậy đều do hắn gây ra. Đi theo ta. Đi hướng này. Nguy rồi. Sư mẫu, sư phụ đã thoát ra ngoài rồi. Đừng hốt hoảng. Trong đó còn một gian phòng nữa. Mẹ, xem kìa. Tại sao khóa lại được mở ra vậy? Đại ca, huynh có sợ không?
Sư phụ, hay lắm, các người đến đây rồi. Tiểu Thuyết, bà trở về rồi. Hay lắm, hay lắm, hay lắm. Được, Tiểu Thuyết, bây giờ trong võ lâm mọi người tôn tôi là Chí Tôn, phái Tuyết Sơn giang danh thiên hạ, giả lại các phái đều phải dẹp bỏ hết. Tiểu Thúy, bà có nghĩ vậy không? Hay lắm. Nhưng tại sao các bang phái đều bị dẹp bỏ hết vậy? Vậy là bà vẫn chưa hiểu rõ rồi. Võ công của phái Tuyết Sơn là cao nhất, các phái khác không sánh bằng. Không dẹp bỏ còn để làm gì? Ông A Tú, con nhìn xem, hắn là ai? Ông nội, con là A Tú, con không có chết đâu. Con là cháu nội của ông nội mà. A Tú, con còn sống sao? Ông nội, con bị té xuống thung lũng trên núi tuyết, có bà nội cứu con. Sau đó con và bà nội, cháu gái của ta vẫn chưa chết, vẫn còn sống. Ta quá vui mừng rồi. Ông nội, ông có vui không? Cháu cưng của ta đã về rồi, tất nhiên là ta phải vui chứ. A Tú, con nói trong thiên hạ võ lâm, võ công của ai là cao nhất, ai là thiên hạ đệ nhất? Là ông nội. A Tú ngoan lắm. Ta là võ lâm Chí Tôn, con nghĩ ta có nên đánh bại tất cả mọi người luyện võ trên thế gian này không? Ông nội, con cho rằng như vậy không tốt. Cha, hài nhi đã về trễ, hại cha bị bọn tiểu nhân hãm hại. Để con mở khóa cho cha. Tránh ra. Bạch Tự Tại ta tung hoành thiên hạ, cho dù 100.000 người đến đây cũng không thể làm gì được ta. Ai có thể bắt nhốt ta chứ? Cha là đệ nhất thiên hạ, tất nhiên không ai có thể so với cha. Bây giờ mẹ và A Tú đã bình an trở về, ai nấy cũng đều vui mừng. Con mời cha trở về đại sảnh nâng ly ăn mừng. Tránh ra. Ta tự nguyện đến đây tịnh tu thôi. Trên người ta đeo những thứ này thật là thú vị. Con tưởng ta không thể phá nó hay sao? Tránh ra. Các người thấy ta, sao không ai thỉnh an vậy? Quỳ xuống, quỳ xuống mau. Tham bái trưởng môn. Các người nói, ai là đương kim đệ nhất anh hùng đại hào kiệt? Nói đi. Trưởng môn của phái Tuyết Sơn là thiên hạ đệ nhất quyền cước, đệ nhất võ công, đệ nhất ám khí, đại hào kiệt, đại hiệp sĩ, đại tông sư. Tiểu Thúy, ngày xưa tôi muốn gặp bà không chịu, tôi phải luyện võ. Bỏ đi không chịu về, tôi lại tập trung luyện võ. Sau đó tôi nghe tin bà đã chết, thì tôi càng liều mạng luyện võ. Tôi không luyện võ thì biết làm gì đây? Tôi luyện võ là để đánh bại võ lâm thiên hạ, duy ngã độc tôn. Cuối cùng chuyện này đã thành hiện thực rồi. Nếu nói ông điên, thì ông gặp được tôi, Kiếm Nhi, A Tú, ông đều nhớ rõ từng người một. Nói ông không điên, nhưng ông nói toàn là chuyện điên. Tôi thấy ông ngông cuồng tự cao tới mức vô phương cứu chữa. Nên làm gì bây giờ? Nên làm gì bây giờ? Cách đây mấy ngày, Đinh Bất Tứ có ghé đây, nói bà đã ghé Bích Loan đảo, còn ở chơi vài ngày. Có đúng hay không? Ông có bị điên không vậy? Sao ông lại tin lời hắn ăn nói bậy bạ? Đứng dậy. Đứng dậy cho ta. Ông nội, Đinh Bất Tứ thật sự có ép bà nội đến Bích Loan đảo. Bà nội nhảy sông tự tử cũng không chịu đi. Hay lắm. Phu nhân của Bạch Tự Tại ta sao có thể chịu nhục được? Sau đó thì sao? Sau đó
Sau đó có vị đại ca này ra tay giúp đỡ, cho nên Đinh Bất Tứ mới bị đuổi đi. Võ công của tên tiểu tử này cũng không tệ, nhưng so với ta còn thua xa. Nhưng mà muốn đuổi Đinh Bất Tứ có thể nói là chuyện đơn giản thôi. Ông đừng có nói dối nữa. Sao lại là Tuyết Sơn đệ nhất thiên hạ? Cậu bé này là đệ tử chân truyền của tôi. Đệ tử của tôi mạnh hơn đệ tử của ông nhiều đó. Hoang đường! Hoang đường! Bà có võ công gì có thể cao hơn tôi? Huống chi là đệ tử của bà. Kiếm Nhi là đệ tử do ông dạy dỗ. Nó đứng đầu trong số đệ tử của ông, có đúng hay không? Kiếm Nhi, con nói xem, đệ tử của mẹ mạnh hay là đệ tử của hắn mạnh đây? Chuyện đó, chuyện này, đệ tử của bà sao bằng ta được? Kiếm Nhi, con không được ăn nói bậy bạ. Cha, Hài Nhi vô dụng. Vừa rồi tỷ võ so tài với hắn, Hài Nhi thật sự bị đánh bại rồi. Vậy sao? Phản rồi. Phản rồi. Các người đi khỏi đây mau. Không tìm được kẻ đánh bại ta, ta mãi mãi không ra ngoài đâu. Cho dù là Đạt Ma, Trương Tam Phong còn sống cũng không phải là đối thủ của ta. Huống hồ ta chỉ cần dùng 3 phần nội lực là ta có thể uy chấn võ lâm. Không biết xấu hổ, chỉ khiến người trong thiên hạ chê cười. Lên! Sư phụ, ông và nó tỷ thí nội lực coi sao. Tên tiểu tử này không xứng tỷ thí với ta. Ta chỉ cần dùng 1 ngón tay đủ cho hắn lộn 3 vòng. Bà nội, Bạch Tự Tại, nếu ông nói như vậy, ông nhường nó 3 phần. Nó là chồng chưa cưới của A Tú, là cháu rể của ông. Ông không thể làm hại nó. Làm cháu rể của tôi sao? Còn phải xem nó có xứng không. Tôi không làm hại tới tính mạng của nó là được rồi. Đại ca, huynh, A Tú, muội yên tâm, ta không làm hại tới ông nội đâu. Cái gì? Tiểu tử kia, ngươi còn nói không hại ta sao? Trời ơi, tức chết đi được. Sư mẫu, sư mẫu, nguy rồi, Lưu sư thúc đã bắt đại sư huynh đi, chỉ tìm được chiếc giày này. Cái gì? Lưu sư đệ bỏ đi rồi sao? Thấy chưa, ta vào trong này tịnh tu thì ở ngoài đó đã làm loạn lên rồi. Ông cứ ở đây cho khỏe đi, chúng ta chia quân 3 cánh mau đuổi theo. Tên tiểu tử kia ở lại, ta phải dạy cho ngươi một bài học. Nội ơi, ông nội thật sự so tài với huynh ấy đó. Yên tâm đi, nội công của ông nội con không mạnh bằng đại chủ tử. Con cứ ở lại đây. Bạch Tự Tại, nếu ông dám đả thương đệ tử của tôi lập tức đi Bích Loan đảo, mãi mãi không trở về. Sao bà lại nói như vậy? Tôi không làm hại mạng sống của nó là được rồi. Ông nội, nội dạy cho huynh ấy vài chiêu võ công đi. Huynh ấy chưa từng luyện qua nên vẫn còn yếu lắm. Đi mau. Cháu ngoan của nội, con yên tâm. Ta dạy cho nó vài chiêu đủ cho nó dùng cả đời rồi. Đa tạ ông nội chỉ dẫn. Tiểu tử, ta dùng 3 phần công lực, con vẫn có thể chống đỡ được. Có thể nói là bậc rồng phượng trong giới thiếu niên rồi. Tương lai vô bờ, con đang dùng mấy phần công lực, con nói cho ông nghe. Ông nội, con đang dùng 2 phần công lực. Được lắm. Tiểu tử, nội lực quả nhiên là đáng khen. Võ công của ông
quả nhiên lợi hại. Hai chiêu vừa rồi mạnh hơn Đinh Bất Tứ rất nhiều. Đinh Bất Tứ làm gì là đối thủ của ta được. Hảo tiểu tử, nội lực quả nhiên thâm hậu. Chiêu thần đảo quỷ trượt tam liên hoàn, ta đánh bại biết bao nhiêu người. Mấy chục năm qua, có biết bao nhiêu hào kiệt chết ở trong tay ta. 10 năm qua, ta tưởng bản thân đã đạt đến quá cảnh không có đối thủ. Ta chỉ còn biết đến hiệp khách đảo tìm đảo chủ để tính sổ. Con mời ông nội. Đại ca, ông nội, A Tú, ông nội, nội có sao không? Ông nội, sao tay ông nội bị thương vậy? Không phải bị thương, chẳng qua ông quá mệt thở không ra hơi, lát nữa sẽ khỏe lại thôi. Đa tạ trời đất, sao lại nói ta thở không ra hơi? Chẳng phải ta đã vượt qua rồi sao? Ông nội, sao huynh lại đánh thành ra nông nổi này? Ta không phải nó đánh nội, mà là nội đánh nó, cho nên ta mới bị thương. Nội lực của nó quả là... Ông nội của muội, ông nội của muội chẳng phải là ông nội của huynh sao? Ông nội, con sai rồi. Thôi đi, thôi đi. Cái gì mà thiên hạ đệ nhất nội công? Đúng là nói ra không sợ mất mặt. Bạch tự tại ta, ta đã hiểu rồi. Ngông cuồng tự tại, tội nghiệp đầy mình. Ta phải ở lại đây để tu luyện. Các con ra ngoài đi, sau này không ai được vào thăm ta. Con ra nói với bà nội Tiểu Thúy, kêu bà ấy đi Bích Loan đảo, mãi mãi cũng đừng quay về. Con người tên Bạch tự tại đó không còn trên đời nữa, do lỗi của huynh đó. Sao huynh có thể háo thắng như vậy chứ? Ông nội, đừng. Cậu là ông nội của tôi, tôi là cháu của cậu. Ông nội giận rồi, ông khỏi bệnh rồi, chúng ta đi đi.